đối với tòa nhà này, những cái ban công họ đều thắp đèn, nhưng mà Sunny để ý thì hình như không có người ở, và ở cũng rất ít. Là người đưa cái camera lên cao để anh chị thấy cái cảnh này. Rồi. Nếu mà anh chị có lên Sài Gòn hoặc là về Việt Nam chơi thì Sunny thấy tối tối mình ra đây mình ăn chung với gia đình cũng được. Ngày giờ đi thì chỉ có một mình Sunny đi như thế này thôi. Đối với những cái mô mà ví dụ như ở khu vực trung tâm đi, có cái dịp nào đó thì Sunny có lên đây thì thấy những chiếc xe lam này trưng bày một số hàng lưu niệm, nhưng mà bây giờ thì trước mặt anh chị đó là phố Lồng Đèn đó anh chị, mình mới lang thang trong chõng chen lấn người không là người, và cũng rất là vui thực hiện cái clip gửi tới anh chị và các bạn rằng đây là con đường Nguyễn Trãi anh chị. Đây cái hướng này thì mình ngược chiều thì mình sẽ về con đường Tổng Đốc Phương, Châu Văn Liêm, còn cái hướng này thì mình sẽ về khu vực Quận Nhất. Và Sunny cũng đứng kế bên cái khu vực chùa Bà Thiên Hậu đây, mẹ bên tay trái con đường hôm nay rất là náo nhiệt. Rồi kế tiếp thì Sunny cũng muốn mời anh chị lang thang để chúng ta nhìn lại một cái building có thể gọi là biểu tượng của khu vực Chợ Lớn, đó là Thùng Kiều Plaza. Bây giờ nó đổi thành Garden Mall anh chị. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi với chơi với Sunny để coi cái khu vực Chợ Lớn buổi tối nó nhộn nhịp như thế nào. Đối với phố Lồng Đèn hồi nãy Sunny phải nhích từng nhích chảy mỡ, chảy mồ hôi đó anh chị. Sunny dùng cái từ chảy mỡ. Cái hướng này thì chúng ta sẽ về con đường Lương Nhữ Học, thì Sunny cũng sẽ thực hiện các clip trọn vẹn con đường Nguyễn Trãi này. Sau đó chúng ta sẽ mang theo một con đường nào đó để đi ra Thần Kiều Plaza anh chị ha, để coi cái khu vực cái mo nó như thế nào. Rất thích con lưng ở đây là bán lưng. Cảm ơn chú. Quay xong là phải gật đầu cảm ơn. Ok, cảm ơn rồi, chúc sức khỏe còn vui đó. Bên kia thì bán bánh trung thu, bánh trung thu đại hạ giá. Mua một tặng một, rồi có chỗ là mua một tặng hai. Còn những cái mỹ từ như là nó hơi có một cái gì đó nó hơi lạ lạ là mua một thành bốn, không biết thành bốn là thành bốn cái gì. Đây là trước mặt anh chị đó là con đường Lương Nhữ Học và xe cộ rất là nhiều. Lý do là mọi người sẽ đi vào đây thăm cái phố Lồng Đèn. Hôm nay thì gửi xe thì 10.000 một chiếc Lương Nhữ Học, và chúng ta sẽ mang theo con đường Lương Nhữ Học bị kẹt rồi anh chị, không có đi con đường Nguyễn Trãi được. Mình phải đi con đường Lương Nhữ Học ra Hồng Bàng nha. Chiếc xe hơi này vô cái kẹt rồi. Con đường này đông quá. Đông không? Thôi quyết định thoát ra cái này. Đó giờ vào cái phố Lồng Đèn đó anh chị, kẹt xe và đây nè.
người không là người, đưa cái camera lên cao để anh chị thấy cái cảnh này. Rồi. Cảnh tượng buổi tối anh chị thấy không? Mọi người đổ xuống phố đi chơi. Quay như thế này để anh chị thấy buổi tối khu vực chợ lớn nó nhộn nhịp như thế nào. Thoát ra phố Lồng Đèn mà anh chị thấy vẫn còn đông. Bánh ống Campuchia. Đó, đây là bánh ống Campuchia. Xe chở ông đi mua lưng. Chở con lưng đi mua lưng nè. Chú bắt đầu đi mua hả? Dạ. Ở đây hội dân rằm của chú Nhi. À, nên đi đi chạy show liên tục đúng không? Rồi. Hình ảnh rất là vui. Rồi chúng ta lại đi tiếp. Mọi người gửi xe ở đây thì mình không có cái lề để mình đi. Phải đi nép vào thôi. Anh cũng xin lặp lại là đây là con đường Nguyễn Trãi để chúng ta đi ra Tổng đốc Phương trong Văn Liêm nha anh chị. Con qua đi con. Rồi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta đã tạm thời chúng ta thoát ra cái khu vực đông đúc, nhưng mà hiện tại là nó có một cái dạng kẹt xe, những cái dòng xe nhích từng ly từng tí. Thì đối với bên kia thì những cái shop thời trang, quần áo, giỏ sách, giày dép vân vân. Và mọi người ở đây thì bắt đầu thấy cái cảnh tượng kẹt xe bắt đầu quay lại, thối lui và trốn thoát. Trước mặt anh chị đó là con đường Châu Văn Liêm, còn gọi là Tổng Đốc Phương. Một con đường rất là thân quen đối với những anh chị sinh ra và lớn lên ở khu vực chợ lớn này. Và chúng ta sẽ cũng bắt đầu con đường Nguyễn Trãi để chúng ta đi ra cái hướng, cái phía, cái mo, Garden Mo, ngày xưa là Thuận Kiều Plaza. Đợi cái dòng xe. Hình ảnh buổi tối đó. Và không biết là khi nào mà chúng ta có thể là qua đường được đây. Rồi. Có chiếc xe hơi qua là mình phải qua thôi. Rồi. Cái hướng này thì chúng ta về chợ Sấm Củi, cầu Trà Và anh chị. Thủ đô đằng kia, xin đi phải qua đường cho nhanh.
thì có cái món lẩu đầu cá rất là ngon, cũng đã rất là lâu đời rồi. Đó. Rồi thôi chúng ta đi tiếp nha. Cái trái anh chị, một cái thương hiệu cơm gà Đông Nguyên cũng rất là nổi tiếng ở khu vực Chợ Lớn. Và con đường này có vẻ vắng vẻ trở lại, nó chỉ sung túc nhộn nhịp kẹt xe ở khu vực phố Lồng Đèn thôi anh chị. Quá trời trời thức ăn, tự nhiên nhìn cái này cảm thấy đói bụng quá. Lát quay xong mời anh chị đi chơi xong, sau đó Sunny sẽ chọn một cái điểm nào đó ngồi thưởng thức một chai bia, một cái món gì đó mà Sunny cảm thấy yêu thích. Hồi nãy cái quán xá xíu nãy hơi bị ngon đó. Ở đây có một cái chùa, buổi tối này nó vắng vẻ anh chị. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi lại đi vào chợ Thủ Đô anh chị ha, để băng ra con đường Hồng Bàng để chúng ta tới một cái building còn gọi là Thuận Kiều Plaza, một biểu tượng của khu vực Chợ Lớn. Thì không biết như thế nào, có một số người thì họ đồn lên ngôi nhà đó bị yếm rồi không buôn bán được, vân vân và vân vân, có nhiều chuyện thiêu dệt lắm. Bán bánh mì. Rồi chúng ta sẽ quẹo con đường Phụng Hưng này nha. Đây là chợ Thủ Đô nè anh chị. Dạ. Cái cảnh mọi người ngồi ăn uống nè. Rất là đông vui. Sau khi mình vừa qua cái chợ Thủ Đô này thì Sunny có quay ban ngày về chợ Thủ Đô này, nếu anh chị muốn xem về ban ngày thì Sunny sẽ chia sẻ link với anh chị, link anh chị click vào để xem thôi. Ban ngày thì bán nhộn nhịp nhưng mà tối tất cả các quầy rau củ quả, thịt cá, quần áo dọn hết rồi anh chị, nhường chỗ lại cho những cái quầy thức ăn ốc, bún riêu, những cái món của người Hoa như là há cảo, xá xíu, vân vân. Và chúng ta thấy ba cái tháp nhà rất là cao. Để cập nhật cái nhộn nhịp của cái Thuận Kiều Plaza bây giờ nó trở thành Garden Mall coi như thế nào thì Sunny cũng mời anh chị và các bạn mình hãy dạo quanh cái Garden Mall này anh chị ha. Đi ra cái góc này thì anh chị sẽ dễ dàng nhìn cái tòa nhà này hơn. Đây là con đường Hồng Bàng anh chị. Chúng ta sẽ clear nhẹ nha. Đối với tòa nhà này, những cái ban công họ đều thắp đèn, nhưng mà Sunny để ý thì hình như không có người ở, và ở cũng rất ít. Ở rất ít anh chị. Theo Sunny nghĩ thì mình cứ nghĩ đại khái thôi. Dù tân trang sửa chữa nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà dù sao nữa cái lối kiến trúc nó vẫn cũ anh chị, nó bị cạnh tranh khốc liệt bởi những cái chung cư
mà qua cái clip lang thang trung tâm hoặc ngoại ô của Sài Gòn thì chị thấy chung cư mọc ra rất là nhiều. Và có thể đó là một cái nguyên nhân lý do tại sao người ta không ở đây. Nó trang trí theo trang trí anh chị theo kiểu cũ rồi. Về phòng ốc nội thất bây giờ thì nó xây dựng theo cái cách mới. Và chúng ta sẽ đi qua đường để chúng ta đi lang thang trong cái mo đó như anh chị ha. Còn phía trên thì không có người rồi. Ngày xưa thì cái khu vực này là một cái thuận kiều bán thời trang, food court, vui chơi giải trí cũng rất là nhộn nhịp. Nhưng mà qua một thời gian bị cạnh tranh, và đặc biệt nếu mà nói về khu vực này thì chuyên bán sỉ, nên có thể đó là bị ảnh hưởng bởi cái việc cạnh tranh nên ít người nào vào đây mua. Sau một thời gian thì nó xây sửa lại, thay đổi tên, thay đổi cái màu sắc của ba cái tháp nhà này. Và người ta thường gọi vui, gọi đùa, nhưng mà gọi đôi khi nó cũng hơi tế nhị là tháp ba cây nhang đó anh chị. Sunny đứng đây thì mời anh chị qua đường ha, để chúng ta xem cái mo này nó như thế nào. Cái hướng này thì chúng ta về nhà thờ Chợ Lớn, nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn hay chỗ Minh Mạng đó. Dòng xe cứ nườm nượp như thế này, Sunny cũng phải cẩn thận coi không có dòng xe là Sunny đi qua. Giơ tay quyết liệt đó. Và Sunny sẽ mời anh chị đi vào tham quan cái mo này ha. Trước hết thì chúng ta sẽ đi bắt đầu từ đầu. Bên trong thì nó có những cái food court, McDonald's, KFC, vân vân. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái công viên bé bé ở phía trước. Thấy mọi người cũng ra đây là rất là chơi, rất là vui, cũng rất là đông đúc. Những trò chơi gì đây? Trò chơi thiếu nhi, bé trượt, bé tin, bé tin nè, đó. Và ở đây có một cái màn hình tivi rất lớn, quảng cáo. Rồi, thôi, đó, đây là phía trước nha anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đi dọc, rồi chúng ta len lỏi đi vào trong. Cái hướng Sunny đi á, nếu mà ngoài đường Hồng Bàng thì chúng ta sẽ đi thẳng về chợ Bùng Binh Cây Gõ. Mọi người cũng ăn uống cũng rất là tấp nập. Má bên đây thì đi dạo. Tới giờ này thì ngay chỗ cái bán bánh trung thu này thì chắc cũng dùng một cái từ là hơi bị ế rồi, không có ai mua cả. Tại đâu chết rồi. Chúng ta sẽ lang thang vào cái trong cái khu vực này. Garden Mall đó anh chị, để coi có cái gì. Bán quần áo, bạn chỗ
bằng chất liệu len. Len rất là đẹp. Cái này là giá 350 nè anh chị. 350. Sale 50%. Cái này cái hướng đi lên, nhưng mà Sunny sẽ đi lên sau, chưa vào phía dưới đây. Hấp thị nhiệt Hồng Kông, món Hồng Kông. Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Đi cho trọn vẹn. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Meat fresh. Cũng đông đúc anh chị. Nói vắng này nọ nhưng mà thấy cũng đông đúc. Chỉ có cái chung cư phía trên thôi. Visa. Thì nếu mà anh chị có lên Sài Gòn hoặc là về Việt Nam chơi thì Sunny thấy tối tối mình ra đây mình ăn chung với gia đình cũng được. Đây là cái khu vực trung tâm. Mọi người tới đây chụp hình rất là đông. Sunny để lia lên nha, để anh chị coi nó rõ ràng nhất. Đi vào trong anh chị ha. Rồi. Mấy anh chị chụp hình. Nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mặt trước có vẻ nhộn nhịp hơn, mặt sau có vẻ trầm buồn hơn. Cái này là có những con đường để ra chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành đó anh chị. Đây là những cái food court như món Huế vân vân ở trong khu vực này. Và chúng ta có những cái cầu thang máy để chúng ta lên lầu. Bây giờ cũng mời anh chị chúng ta sẽ lên lầu coi nó như thế nào nha. Cứ đi vòng vòng để cập nhật, để coi người ta nói là buôn bán không sung túc thì nhưng mà hôm nay thì nó như thế nào. Rồi. Mình đi lên lầu anh chị ha. Rồi. Để coi khu vực lầu 2 thì họ phục vụ cái gì. Đây là những cái trò chơi điện tử, khu vực trò chơi điện tử. Game zone, khu vực game zone. Ở cửa ra. Ở đây có một số tiểu cảnh như con công. Ở khu vực này bán đồ trang trí nội thất, nhưng mà dạng hàng xài rồi, second hand. Crazy Sale, cái tên rất là kêu. Đóng cửa rồi anh chị. Đi, mở cửa hả ta?
bữa nào đi vào đây quay gửi anh chị các bạn sau nha. Ở đây bán nón, mắt kiến, dù hàng của Nhật. Mẹ bên đây thì có cái gì? Phía dưới thì cũng là food court anh chị, food court hết. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta cứ đi lên trên coi như thế nào. Đi xuống kia. Đối với cảm nhận của riêng của Sydney Đòn đó, ở dưới thì nhộn nhịp, nó là một cái bề nổi thôi, nhưng mà lên đây bắt đầu là vắng lại rồi anh chị, điều hưu vắng lặng. Và Sydney hãy giờ đi thì chỉ có một mình Sydney đi như thế này thôi. Đối với những cái mo mà ví dụ như ở khu vực trung tâm đi, đi nườm nượp, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình Sydney đi thôi. Là khu vực này thì bán đồ souvenir, thì chúng ta sẽ đi vào đây coi xem sao. Đây những cái quầy không ai thuê. Đi một vòng. Và bây giờ họ rất là hay, họ đề co một cái số chiếc xe lam như thế này. Và chiếc xe lam này giờ trở thành một cái store nho nhỏ. Rồi. David Nguyễn. Hello. 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 Anh đang đâu vậy? Anh đang quay tí anh phone nha. Ok. Bạn phone đó, đứng đây để anh chị ngắm nhìn lại những cái chiếc xe lam của ngày xưa. Máy thì không còn anh chị, vẫn còn tay nắm. Hồi xưa là Sydney thích ngồi ở đây lắm nè. Bây giờ gom lại như thế này, có cái dịp nào đó thì Sydney có lên đây thì thấy những chiếc xe lam này trưng bày một số hàng lưu niệm. Nhưng mà bây giờ thì mấy chiếc xe lam cũng rất là tội, bị gom về đây nè. Rất là hay anh chị ha, những cái mẫu xe lam để người ta làm cái store như thế này. Khu vực này thấy vắng vẻ điều hưu rồi đó. Qua mé bên đây nữa hả? Đây có một cái food court. Và đây có những cái store họ thuê, cho thuê và trưng bày hàng để buôn bán. Chúng ta sẽ tiếp tục đi về cái hướng này để coi ở dưới đây nó có cái gì. Đây thì không có gì cả. Rồi chúng ta đi lên ha. Sydney lại thích đi bộ hơn. Đây khu vực điểm gửi xe mà Sydney gửi đây nè. Để coi đây tiếp tục ha. Ở đây là một cái bookstore, Phương Nam bookstore, chuyên bán
sách. Rồi, đi vào đây coi. À, cái bookstore này cũng rất là nhẹ nhàng. Wow, có rất là nhiều loại sách để anh chị có thể lựa tra cứu về lịch sử, văn học, sách đủ các loại sách. Đó, cái bookstore ngày hôm nay nó như thế này. À, nó rất là dài, nó dài thầm thầm tú cái kia lực. Rồi thôi chúng ta đi ra nha. Một tí thì giới thiệu tổng quan thôi. Rồi, Sunny thì không có muốn vào chi tiết, tại vì khi mà vào chi tiết thì nhiều lúc người ta không có cho phép điều đó. Rồi, rồi ở kia thì không có chỗ đi anh chị, đi lên trên nữa. Rồi, đây là những con hạt, một cái tiểu cảnh. Đây cái con đường phía sau là anh chị. Cái này giáp là chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành đó. Đây. Rồi, một cái gì đó thì tổng quan về Garden Mall Thuận Kiều Plaza để anh chị cập nhật cái tình hình buôn bán ngày hôm nay. Có thể đây là một địa điểm food court để anh chị ghé ăn cùng với gia đình. Có một đôi điều nhận xét thì đối với phía dưới đó anh chị thì nó rất là nhộn nhịp, nhưng mà phía trên thì Sunny cảm giác nó rất là vắng vẻ. Điều này để nói lên là cái việc mà người ta mua hàng đó nó rất là ít, nó không có giống như ở khu vực trung tâm của Sài Gòn, nó hoàn toàn khác với những cái mall mà Sunny đã từng đi tới, giống như là Wincom, Eon, Winmart, vân vân. Rồi, bye bye anh chị nha. Một số hình ảnh để gửi anh chị. Và nhân đây cũng kính chúc anh chị nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Rất là vui anh chị đã cùng lang thang buổi tối với Sunny. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái buổi lang thang tiếp theo, nhưng mà ban ngày nó rõ ràng hơn. Hôm nay là chỉ là cập nhật cái dịp Tết Trung Thu để gửi anh chị và các bạn. Rồi, bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại. Cái hướng này thì Sunny gửi xe gắn máy đây. Và Sunny sẽ xin top ở đây nha. Bye bye.